một số viên gạch Lego có thể phát sáng. Và những viên gạch này sẽ giúp cho cái bộ Lego của mình trở nên sinh động nhiều, nhất là vào buổi tối. Có 3 mẫu gạch khác nhau: viên tròn 2x2, viên vuông 2x2 và một viên vuông khác cỡ 2x3. Mỗi viên gạch này sử dụng hai viên pin khuy áo nhỏ và một đèn led để phát sáng. Mỗi viên gạch có thể phát sáng một màu khác nhau, hoặc có viên có chế độ phát sáng nhiều màu nhấp nháy. Các viên gạch này đều có cùng kích cỡ với viên gạch Lego chuẩn. Để bật chế độ phát sáng hoặc bật đèn đấy thì mỗi một viên gạch có một cách khác nhau do kích thước, phụ thuộc vào kích thước của viên gạch. Ví dụ với viên gạch 2x3 thì nó có một cái khóa công tắc ở bên cạnh, mình bấm vào đấy và gạt sang một bên. Đấy, sẽ phát sáng. Đây là viên phát sáng nhiều màu. Với viên 2x2, chúng ta dùng cái dụng cụ tay gạch, nó có một cái đầu chốt hình đầu cộng mà hay sử dụng với các mô hình Lego Technic. Đầu viên gạch có một cái khóa xoay, ta đặt cái đầu chốt vào đấy và xoay nhẹ, đèn sẽ bật sáng. Đây là viên gạch nhấp nhá nhiều màu. Muốn tắt đi thì ta lại xoay lại hoặc là xoay xoay theo nhà cũng được. Nó sẽ có một cái lẫy ở giữa, khi mình xoay khoảng nửa vòng thì sẽ vào vị trí tắt, thì đèn sẽ tắt đi. Với viên gạch tròn, viên gạch tròn thực ra là hai chi tiết Lego lắp ráp lại với nhau. Viên gạch tròn thì chúng ta chỉ cần giữ hai phần đế và phần thân và xoay. Đây, có tiếng cách nhỏ và cái công tắc, có cái khớp của công tắc đèn sẽ sáng. Muốn tắt thì chúng ta lại cầm xoay ngược lại. Để dễ dàng hơn thì bạn có thể sử dụng công tắc cách này, đặt vào hai đầu nút, giữ phần đế và xoay, tắt, mở, tắt, mở, tắt. Thank you.